Bending detail. Đôi chỉ ca ba bằng hai là không clown được chẳng. Cứ đâm bay chùm núi này ca ăn clown. Đâm bay chùm núi này ca dùl. Ca nghe ca thán cứ dừng cua tại đã từ lời bần bá và dừng bật thay một tiền. Cứ tìm mũi cứ dừng thua ca sau bảo vinh từ lời clown. Ở tì hợp clown thân được chọn. Cứ dừng thua section AA, section BB đại ba bằng hai là không clown chết đại. Và to mà tư cứ dương chạp đến mình sân là lưu plong đến môi đường hải ấy. Còn nông lẹ khăn plong môi chùm nuốn cứ miên phiệp smock smile. Hơi miên lẹ cả nạ chia sợ tọp đáy cho ăn khỉ. Chẳng đầm bay nghe sưu ở nông ca đầm làng ca nghiên ở nông ca rồi thán. Cứ dương cua tại bụng bay plong nâng ở thư chia bần đính detail đôi thằng lửa này. Chẳng ngồi tiêu hoa thác đại portion lệch 7, đại bàn bằng 2 cứ portion lệch 7, đại mình bảo vệ bút. Vìa cứ bảo vệ bí tật mà khôn bàm lý, hay nâng bảo vệ vìa cứ mà mai bằng 4 năng chân tử. Chẳng nâng nông nít các bạn phải chịu thêm tước cứ vì mình riêng chân, hay vì mình bị đá một phê lý bảo vệ ơ sở cứ bảo vệ bằng năng. Chẳng dương đại vì bạn ní cứ vì chuối ao dương chuối ở ca đặc thang bằng dương nguyên nằm nà cá lướn. Hay chiếng rư gò mê ca nó không cao được thán chắp dù lông tí ca đồng làng đại rồi bỏ dường. Và to mà tước khi nông bằng 2 nhầm tí rực biệm đạ. Không cao đạ bần đinh đi thế cư miên tí rực biệm. Hay khi nông bằng 2 nhầm tí rực biệm đi mùi nhầm mùi giang lầm ẩn. Vì thi xác tí mùi cư dương pra đói pra thú bần đinh đi thế. Cứ nâng nóng rì bá symbol của dưỡng này ai. Chân đâm bay đạo về bán, cứ dưỡng cron được click lượt về đặt bần đinh detail. Hai dưỡng select lượt đáy đại dưỡng bán cục. Cứ chữ đại mê, đại bùng rì. Cứ ưu tiên hoa thang nhằm trong bằng 2 đại lệch 7. Chân dưỡng select đại lệch 7 máu. Chân viên đông bằng 2 từ lỡ đại mân sân. Hai nâng riêng rồi bóc đại đăng tay mà đó. Mình trăm tay bằng nâu. Nâng nóng nâng cứ vi miên. Thu chỉ tràn từ nông khẩn trọng này là bàn bằng hán. Cứ tiện tôn chiều mùi nâng Free, Positioning, Rotation, Scale, Align and Finish. Free, Positioning. Mình nơi đuôi mặt đây. Nói bây giờ đầy dương khách lớp bệ thả Free, Positioning. Mình nơi thả đầy rút riêng bần đình xe bởi dưới nâng cư dương ai thua cáo đặt cả lấy ná của bạn. Hả thả Free. Bạn ta bởi sân dưới nông lệch hàn thả. Thì tăng đại là dân cú nâng tươi trong dạy nâng. Nhưng trong vô bending detail và dân nâng trong đại là khẳng lớn. Hơi thì tăng đôi đại là dân bánh cú hẳn cọng. Cứ dân vô bệ thả restrict positioning mình. Chân viên nâng thua cá cổng nót từ lớn thì tăng đôi đại mê dân tay mà đòn. Khởi nhé. Nhưng bánh bằng 2 này. Chân dân ai thua cá mù đại nâng lang lơ tay mà đòn. Dân là dân P-rotation. Rotation mê tha dương thua ca bằng vớ từ lớ bần đinh detail rồi bỏ dường. Ở tiêu tha chạy biệt tha rotation. Chân dương ai thua ca bằng vớ mông rồi bỏ bần đinh detail rồi bỏ dường bàn. Ở tiêu tha nhầm trong bàn mông sai dập ram đơ gây. Nhầm vay sai dập ram đơ gây tới. Chân bần đinh detail bỏ dường nhầm thua ca rotate mông sai dập ram đơ gây. Bởi sân dự dương trong câu thua ca cài bài với dương chạy. Rotate dừng bài cầm bằng cơ bản rotate tới đặt vị smart zone mà chân vía rút máu hiện đạm dừng mình thêm đó tiện tôn chung mùi nâng scale scale ở tiêu thà ní cứ dì scale mùi lùng mùi mẹ thà rụt riêng đạm và mách bần bài xe bài dưỡng rụt riêng chân được nìa bần tay bờ sân dì không lạc hành dừng chân bà rùm scale rưu cơ dừng chân bà rì scale tờ lỡ bần đinh detail bà dừng dừng chân từ lớp beta scale hai dương ao đồng lại biểu tạm đó ưu tiên ra nhằm chọn bán đồng lại scale mùi lưng màn ưu tiên ra nhằm chọn bán scale với mùi cho mùi ok mùi cho mùi chân beta tha trò vinh mà nhóm này cứ viết bùng rít đọc hiện rồi thiếp cho mùi nâng scale đang bỏ dưỡng.
អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកំណត់យើងคลิกទៅបន្ទាប់ពីការคลิกគឺយើងមានបិណ្ឌ symbol របស់យើងចាប់គឺយើងចាប់ទីតាំងកន្លែងនេះតាមម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់ distance របស់យើងបានគឺយើងជិះ distance មកជាងយើងអាចធ្វើការ move បានមូវាដាក់នៅកន្លែងណាហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាមូលហើយវាបានជាប់អញ្ចឹងអូខេយើងคลิกមួយសិនមកនៅកន្លែងនេះចុះអូខេអញ្ចឹងរកការដាក់យើងគ្រាន់តែคลิกលើ bending detail select លើដៃមេរបស់យើងហើយយើងធ្វើការកំណត់លើទីតាំងរបស់យើងតែម្ដងអានេះយើង scale តម្លាក់វិញមកខ្ញុំ scale តម្លាក់វិញខ្ញុំ scale វាយកវាមក1 scale ដើម scale ដើមវិញគឺ scale 1 scale 1យើងធៀបជាមួយនឹងប្លង់ដើមយើងអូខេ scale ស្មើ scale 1វិញហើយបន្ទាប់ពីធ្វើការកំណត់នឹងហើយគឺយើងមាន tool test bar ខាងលើដែលយើងបង្ហាញខាងលើនេះជាងរាល់ការ select ទៅលើ object 1របស់ឲ្យបានខាងគេគឺជាទូទៅវាមាន smart tool bar ខាងលើដែលបានបង្ហាញខាងលើហ្នឹងជាងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់កែប្រែទី1កំណត់ទៅលើ scale ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងខាងដើមទី2តាក់ទងជាមួយនឹងកម្ពស់ text របស់យើងកម្ពស់ text គឺប្រវែងវា 11.78 ហ្នឹងគឺជាកម្ពស់ text ដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់0.5ជាងទំហំ text ហ្នឹងធំជាងមុនខ្ញុំចង់ឲ្យបានវា 0.1 ចឹងទំហំ text ហ្នឹងវាប្រែប្រួលតាមអ្វីដែលយើងកំណត់ទី2ទី3តាក់ទងជាមួយនឹង text style text style ជាទូទៅវាស្ថិតនៅក្នុង dim style របស់យើងចឹងបើសិនជាយើងកំណត់ dim style របស់យើងដោយរបៀបណាចឹងយើងរើសប្រភេទ dim style របស់យើងមកប្រើប្រាស់តែម្ដងចឹងដូចជាខ្ញុំបានបង្កើត dim style មួយបង្កើតទៅ PTNC គឺជា dim style របស់យើងដែលយើងដែលខ្ញុំប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅកន្លែងមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង this ពាក្យថា display text អញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំដក text ចេញវាថាវាគ្រាន់តែបង្ហាញ shape របស់ bending detail តែម្ដងប៉ុន្តែបើយើងចុច text វាថាយើង detail តាក់ទងជាមួយនឹង dim scale របស់យើងនឹងខ្ញុំយកបានខ្ញុំយក2 dim scale កន្លែងនេះគឺយើងនឹងបង្ហាញខាងក្រោយកន្លែងមួយ text scale មួយ dim scale បាទចឹងយើងយកមួយសិនមកបន្តមើលទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង vertical ឬក៏ horizontal vertical horizontal គឺវាធ្វើការចាប់ដូចមិនសិនហើយឥឡូវយើងคลิกមួយសិនគឺយើង select level មកឧទាហរណ៍យើងមាន vertical ប្រភេទឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថ្មីគឺយើងគូសជារាងអក្សរ L គូសចេះចោះអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចុចពាក្យថា detail ហ្នឹងបន្ទិញ detail របស់យើងហើយយើងធ្វើការ select ទៅលើ select ទៅលើពាក្យថា vertical ឬ horizontal ឬក៏ vertical ឬក៏ segment បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាឲ្យនៅតម្លៃប្រវែងរបស់ជាក់ស្ដែងរបស់យើងដែលឲ្យ dimension តាមបានបង្ហាញនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងជាទូទៅគេអត់ស្ូវឲ្យយឺតម្លៃអញ្ចឹងទេឲ្យយឺតម្លៃចេះដើម្បីវាសម្រួលនឹង space របស់យើងមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង angle ជាទូទៅមុំពិសេស90អីវាបង្ហាញឲ្យយើងទេបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្កើត drawing bar ហ្នឹងរៀងចេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះ angle នឹងធ្វើការបង្ហាញហើយកន្លែង align នេះវានឹងបង្ហាញនឹងគ្នាមានថាវាខុសប្រកន្លែងពី90ដឺក្រេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដក align នឹងចេញវានឹងបានបើយើងដក align មានផលធៀបជាមួយនឹងមុំកែងរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងដកវាចេញទៅយើងវាអត់មានទេប៉ុន្តែវាឲ្យជាតម្លៃមុំនៅកន្លែងនេះវិញបន្តមកទៀតតាក់ទងជាមួយ Philip Radius Philip Radius គឺតាក់ទងជាមួយនឹងទំហំដុំដែកដែលយើងត្រូវការពុតទៅលើ
đai của bao giờ nè thà ta đâm bay ban put đai và pay lì nè ta dùng tay cả đâm đai và bắn mà đâm bay put đai nè đai vi thật là không đánh elastic hay vi cơ rộp tốt tám cô ca rộp spike bao giờ chương trình tu tư nó không tóc cắt được có cái này cắt đai rồi bao giờ nó cứ vi sợ có kháng technical engineer nó cũng còn miễn ca cầm nọ tờ lơ bập hết đáy nâng bập hết đống để ca bụt nâng hào dạy ok chân cả lại nâng dương pra pra chú mùi nâng bần đính đi thờ mùi tiết tiện tôn chú mùi nâng ca chạp chạp đáy bây giờ ní nâng bê nà để dương click chạp đáy nâng thì tu tớ vi thua ca cầm nọ miền hạ bờ sân chỉ khẳng lỡ lấy bùm cành ở bờ vải ca put bending bờ dương cứ bờ vải vía nhưng cho bảy tật nhưng là bằng hai mũi hai đấy về chuột thu khẳng lỡ hàng gram chẳng dương là ai rotate change đam bàn cứ đồng bay đo về bàn cứ tìm mũi dương châu từ lớp bệ thật ac thú dương châu từ lớp bệ thật project preference bờ dương hay dương đo thạch từ lớp bệ thật fixed bending detail distance dương dương đo thạch dương chào tàn đoạn đấy ngay cái đó để về dùng trong cầm nọ tì tăng cái này nè dùng trong free select bây giờ cái này nè cứ ban đời free đòi mình chăm bánh mình cầm nọ tì tăng chuyện liệt chứng cái này đi để về đó thu bây giờ cứ dùng ai free dùng ai select nó tì tăng nè các bạn là sai từ tám đồng rồi cao bao nhiêu ok vì thi tì mũi tới ban mình chọn nhóm nó bằng hai tỷ vị thị sát tỷ pí đâm bay đã từ lỡ bình đỉnh đi theo là bao giờ thà ta vị thị sát tỷ pí nâng vị miên ở thạ bị giao đời đặc biệt là vị thị sát tỷ pí như vậy này chương vị thị sát tỷ pí vị miên thiệt lớn hay vị miên thiệt lớn hay bán à đối vị thị sát tỷ muốn chẳng vị thị sát tỷ muốn đâm bay bán sát nâng cứ nhóm tài ca prao cầm bằng ảnh lãnh cứ đâm bay lãnh ở vị châu từ lớn lãnh từ mũi hay cái lãnh đâm bay đọc clear đâm bay thay cái lãnh cứ chỉ lẹp lẹp ngoài dưỡng chân dương thử chậm nai bê nông nông ca cú nâng chẳng chân vị thị sát tỷ pí mình lạc nạ lươn chân dương châu vị thị sát tỷ pí chân đâm bay prao prao vị thị sát tỷ pí cứ dương được ní cứ dương châu từ lớn bệ thá rì bá xinh bồ bàn tay dương nâng khơi thô muối có bị lơ một gram thu tỷ bảy cứ việc thả automatic bending detail dương select lơ automatic bending detail viên nó bằng hai thu muối tiện thả evan concrete extract bending detail tiện tôn chỉ mua những symbol symbol tầng on này cứ dương thở thua ca cầm nón đôi chỉ symbol thì nhóm ăn bạc cá này cứ chỉ symbol là bạc cầm hồn muối hay cứ dùng para symbol nó chia phần trăm. Và sân chỉ dùng para symbol là bỏ bảng Canada cứ dùng select là symbol tầng ở tầng tự. Hay dùng thuê cả cùng nọt hay cứ dùng cron tại chỗ lớp bệ ta ok. Nếu với dùng chỗ ok hay cứ what would you want to what would you like to do? Chẳng nhầm chẳng select là đại nè. Chúng nó khả năng vị thị sát tì mũi cư dương select bàn tạc đại mùi mùi tì. Khả năng vị thị sát tì pi cư dương thua ca select bàn đại tầng ọ. Đại dương chọn bằng hai. Chúng nó tìa ra nhằm chọn bằng hai tờ lỡ đại kháng lỡ. Rồi bỏ thân âm nặng. Thân âm bí x buồn nặng. Chúng nhằm chọn bằng hai nó còn là nhằm select lỡ về máu. Select overall lỡ về máu. Dù ta đại kháng lỡ mà pra. Và to mà tiền. Dương click enter. Vì nâng generate đại symbol bao dưỡng ở dưỡng tay mà đọc. Dưỡng còn là ông máu làng từ lỡ phát lỡ bên tỉnh máu. Vì nâng bằng hành, nâng phí, rạch toàn muối để mình bỏ bỏ cả hộ. Chân dưỡng select lỡ việc đó, dưỡng chọn đã tì tăng lên cái này nha. Đầu tiên nâng chọn cái này nâng. Khích lỡ việc máu. Vì nâng bằng hành, ông phí bending detail ở dưỡng tay mà đọc. Và vì nâng bằng hành, bending detail ở dưỡng tay mà đọc. Hơi vì mình lạc nạng nghề số, hơi mình lạc nạng
lươn tại một đoạn. Một đoạn tiết, mình chốt lờ bệ thá Automatic Bending Detail. Và tỏ mà tiết dân thua cao chưa ra symbol bởi dưỡng, đại dân thua cao pra pra. Thì OK. Tỏ mà tiết dân select lờ bệ, select lờ 3 thằng cron bởi dưỡng, Spec. Vì đừng chen ra ở dân tại một đoạn. OK. Chúng dùng mình khiếp nghề sửa, bạn bằng hành, chúc bác. Nghề sửa ở hàng ca nghề, không sai và dưỡng nằm lại cả lươn, hay dưỡng thơ ca cú, mình khiếp lươn được nghề. Nhưng cho bạn bằng hành mới tiết tiện tôn cho mùi nâng mùi là hạt ếch bàn cho chênh bỏ lướng, ở bỏ khiếu, mùi là hạt ếch bàn cho chênh bỏ xây dõng, mùi là hạt ếch bàn cho đầy mân sân nâng chênh mà riêng chẳng. À đầy mân sân là dưỡng mân chênh riêng mân chẳng. Cứ dương quan gì vậy cái này tiếp tục là cái này mình sân nắng cứ dùng thôi ca cùng nốt lớn symbol bây giờ này nhưng bạn cùng nốt với symbol bao giờ này con tài tiếp tục chung mùi nắng bò tiếp tục chung mùi nắng style thích tiếp tục chung mùi nắng cặp bộ thích ta dương thôi ca cùng nốt nói được điểm nào chỉ tu tên là bây dương cho bần bàn detail vì nâng bằng hành smart tool bởi dương mùi chân cả lại những việc thả advanced concrete property bằng tay dương sắc xa từ lớp việc thả bending detail chân nằm bay thua ca cái phải dương cho từ lớp việc thả AC tool dương cho lớp việc thả representation và to mà tuyết dương như lớp việc thả bending detail chân nị bending detail bởi dương dương sẽ được việc standard nó chúng text color nè text color bây giờ nhóm dùng bộ positions text style riêng style text nâng và phép bộ dim style bây giờ này vì bạn cầm nắm cứ nhóm dùng bộ ptnc cặp bộ text đấy bạn bằng hai nâng nâng dimension pram mat tầm bờ tập phèm hôn đi cứ nhóm dùng với cặp bộ với xôn chữ động mũi dimension styles nhưng mà bạn đã ở vị thế cứ ở xung tố thì mình sân style cứ dừng vô này nè dừng vô PDB mà phải lý và bài anh viết pram mai cho chúng tôi pram nặng distance để dừng vô về phần P chấm nổi là anh mà đào kèm hàng lơ rồi bỏ symbol và dừng cứ và bài bài tập và to mà tiếp tiếp tục detail và dừng dừng vô line và phải line bỏ bỏ kiểu dừng vô line bỏ phải bỏ kiểu bộ sao nhưng mà cầm nó từ lớp bé từ lớp plot style bằng nhóm chương nhóm vô plot style bằng nhóm bỏ ra dưới bỏ kiểu chương nhóm mà chăm bay cầm nó từ lớn lãnh bệnh bởi dưỡng thế cư nó không trở về để dưỡng cú cư dưỡng cầm nó cầm ra bỏ cầm ra lãnh đói ra bỏ kể ta plot style bởi dưỡng chương nập bê để dưỡng cầm nó về rủi rõ thái dưỡng thơ cả apply không lẽ khăn mùi tuyết bởi sân chỉ dưỡng chóng để xa template chóng để xa style để dưỡng mang cầm nó thái chưa ca thua cả cái apply cho đàn đó cứ dùng thua cả sale từ lỡ phang tại đó chuẩn bị sale nhưng sale mới tới hay cái lại nó dùng dụng star cho một tia đó nhưng đã về đã xôn xôn mùi ok chân dương sale style tục vào vậy và to mà tiếp dùng thua cả apply tới đồng bay ai ở ngoài đây dân bán cầm nọt nắng vì lột châu được nóng trò vinh mùi nắng lột châu được nóng trò vinh mùi nắng và tỏ bị chân ra chấp những clock waiter clock waiter nhưng nó mừng hai mà đoàn tiết cứ dân còn tái cho từ lớp AC reinforcement, cho từ lớp beta automatic bending detail, bắt đầu mà tiết, dừng rồi symbol, select OK, hai select, nhóm select tầng off tạm đó, select tầng off máu, select bằng mán về bằng hai bằng nặng, chân dương select về bằng nặng đó, chân viết bằng hai nhau dương tầng off, nó không nâng cứ tự tung chân bùi nâng, đại con là dương bằng mán, ai bằng mán. Đại càng lơ và mát, đại càng cron và mát, và sân chứ không lẽ khăn thác lạch đại đang bị trả lòng khăn nha
dương thưa ca mù với tích màu, mù làng lớn tích cho khổng tích tự. Đâm bây mình không ổn nên ca phôn cho lòng cái này. Và chân cái lại ní dương đại biên mặt nặng đi màu. Để xa ta thân tâm dưới mình cái lẽ. Chân cái lại xin bò bởi dưỡng có viên mình cái lẽ này. Chân ca công nọ bởi dưỡng cứ sân ai ta viên bởi phía rồi bị lộn. Và dương công nọ viên màu dương mù với cho khổng tích màu đâm bây bị trẻ. Được có dương trong đoạn hình khổng này các bạn. Nên lên đi các bạn. Hay năng ở đây dừng miễn bần bạch sẽ bởi dừng hay sạch. Chẳng năng khăn video này cứ dừng trong bằng hành ông phí được biết đã từ lỡ bần định detail năng khăn cam vị thí AutoCAD Advanced Config 2017. Chẳng video này xong bật chọc năng xong một cùng.